Còn đây là mấy hộp thuốc bổ, vợ chồng tôi cũng xin phiếu chị Liễu để bồi dưỡng sức khỏe. Đúng ra là tôi đem qua nhà, nhưng mà sợ làm cho chị Liễu nhớ lại chuyện không vui. Tôi thì nhờ anh chuyển giùm nha. Thật ra ở nhà cũng có mấy thứ này rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu anh. Ui da, anh làm gì vậy? Tôi thấy trên đầu anh có mấy sợi tóc bạc á, nên tôi nhổ. Anh thấy không? Bạc trắng rồi nè. Bộ anh chăm sóc cho chị Liễu cực khổ lắm hả? Mới có mấy ngày à, mà tóc bạc trên đầu anh quá trời quá đất luôn. Có tuổi rồi mà anh, thì sao tránh khỏi? Để tôi nhổ hết cho mày. Thôi, thôi được rồi anh. Thôi được rồi, ở đây là cơ quan làm việc, người ta đi vô nhìn thấy kỳ lắm. Thôi anh về phòng đi, coi có gì làm thì cứ làm. À, vậy tôi xin phép đi làm nha. Tôi nói chị nghe, vợ tôi mới vừa mất con nên tâm tính rất là nhạy cảm. Chị nói cái gì cũng phải lựa lời, là ảnh hưởng sức khỏe tới vợ tôi thì sao? Biết rồi. Coi bộ Dượng cũng hiểu tâm lý của phụ nữ quá ha. Dượng Hà, chỗ người trong nhà, tôi tính hỏi Dượng chuyện này. Bộ không lẽ Dượng để con Hạt trẻ ở với chú Mô luôn hả? Ở hết kiếp này luôn hả? Mặc dù tôi biết là chú Mô chú tốt thiệt, chưa chắc thì cha ruột tốt bằng cha nuôi, nhưng mà tôi thấy chú Mô vừa nghèo nè, ít ăn ít học, có mỗi cái nhà bây giờ cũng cháy luôn rồi, thành người vô gia cư. Con bé Hạt dễ ở chú Mô làm sao tốt bằng ở Dượng được. Mà tôi nói rồi đó, giờ Dượng có mình nó làm con thôi đó, phải biết thương nữa chứ. Gần sáng khi chợ sắp đóng cửa thì nông sản cũng đã kịp. Thằng Mô, đây cũng là địa điểm mua sắm được nhiều người dân yêu thích lựa chọn. Ông Khoảng, ông Khoảng ơi, ông Khoảng, ông Khoảng, thằng Mô nè, ông Khoảng ơi, thằng Mô gù, tôi thấy thằng Mô trên TV, nó là mốc giác đó. Nó đâu? Bà bị khùng hả? Có thấy gì đâu? Không phải, thiệt mà. Hồi nãy tôi thấy nó trên TV, tôi nói láo tôi làm con ông đó. Bà nhớ người ta nói đây là cái chợ gì không? Chợ gì? Chợ gì ta?